Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ hôm nay ngày 14 tháng 4 sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện chiến dịch này. Dự kiến trong tuần tới, việc tiêm chủng cho nhóm trẻ này sẽ đồng loạt được thực hiện tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác. Nhóm trẻ lớp 6 sẽ tiêm đầu tiên, sau đó sẽ hạ dần độ tuổi. Hiện có hai loại vaccine COVID-19 được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 4 tuần. Bộ Y tế yêu cầu chỉ tiêm hai mũi cùng loại vaccine, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mRNA nào. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng ngày hôm nay thì 158 em học sinh học lớp 6 thuộc trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là những trẻ em Việt Nam đầu tiên nằm trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Vaccine được sử dụng cho các em trong sáng ngày hôm nay là vaccine Moderna nằm trong số lô gần 1 triệu liều do phía Úc tài trợ đã về đến Việt Nam vào ngày 9 tháng 4 vừa qua. Và ngay sau ngày hôm nay thì tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tiến hành tiêm trên diện rộng theo hình thức cuốn chiếu và sẽ ưu tiên những nơi có tập trung đông các trẻ em mà trong đủ điều kiện tiêm chủng. Riêng tại tỉnh Quảng Ninh thì có trên 181.000 trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng, trong đó thì có gần 40.000 em đang được trì hoãn tiêm do mắc COVID-19 chưa đủ 3 tháng và trong đó thì trên 13.000 trẻ em cần thận trọng khi tiêm chủng. Trước đó, các chuyên gia trong lĩnh vực hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã cập nhật bổ sung kiến thức cho các học viên về chẩn đoán và xử trí phản vệ theo quy định của Bộ Y tế. Thầy thuốc đã được cập nhật bổ sung kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu nhi, chuẩn bị tốt nhân lực phục vụ công tác tiêm chủng, góp phần đảm bảo an toàn cao nhất khi triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế cho biết đã có công văn gửi các địa phương để sẵn sàng các kế hoạch triển khai tiêm diện rộng cho trẻ em tùy theo lượng vaccine về Việt Nam. Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc lấy ý kiến các phụ huynh trong việc đồng thuận tham gia tiêm cho trẻ. Các địa phương cũng báo cáo về các cái tỷ lệ các cháu đã bị nhiễm và chúng ta cũng đều biết là đã bị nhiễm COVID-19 thì phải sau khoảng 3 tháng thì mới có thể tiêm được cho các cháu. Điểm thứ ba là lấy ý kiến của các phụ huynh thông qua các cái kênh, kể cả từ các kênh trung ương như Ban Tuyên giáo đến các đài địa phương và một số các cái kênh thông tin khác, thì chúng ta đã có những cái số liệu để dự trù được cái số lượng vaccine cần thiết để có thể triển khai trong cái đợt tiêm mũi cơ bản thứ nhất này. Lễ phát động hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng năm 2022 và phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi là một trong số các hoạt động nhằm mang đến thông điệp về tầm quan trọng của việc tất cả mọi người đều được tiêm chủng, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đối với hoạt động tiêm chủng phòng bệnh, trách nhiệm của người dân trong việc chủ động, tự giác thực hiện tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể tái tổ hợp XE tại nước này là một phụ nữ đến từ Mỹ, đã tiêm đủ hai mũi vaccine của hãng Pfizer. Khi tới sân bay Narita giáp thủ đô Tokyo ngày 26 tháng 3, người phụ nữ này không có bất kỳ triệu chứng gì, nhưng lại có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả phân tích mẫu bệnh phẩm sau đó cho thấy người này bị nhiễm biến thể XE. XE là biến thể tái tổ hợp giữa hai dòng phụ BA1 và BA2 của biến thể Omicron. XE được phát hiện lần đầu tiên ở Anh vào ngày 19 tháng 1, có tốc độ lây nhiễm cao hơn khoảng 10% so với dòng phụ BA2. Ở Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia đầu tiên thông báo về ca nghi nhiễm biến thể XE vào ngày 2 tháng 4. Các ca nhiễm tương tự cũng được ghi nhận ở Ấn Độ trong các ngày 6 tháng 4 và 9 tháng 4. Theo các chuyên gia y tế ở Australia, người bị siêu cảm lạnh có các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp trên thông thường như chảy nước mũi, đau họng, có thể ho khan và thường sẽ bình phục sau từ 5 đến 7 ngày. Hãn hữu có một số người gặp các triệu chứng nặng như sốt, đau đầu hay đau khắp cơ thể. Đáng chú ý là những triệu chứng trên rất giống với người mắc COVID-19, chỉ thiếu việc bị mất vị giác hoặc khứu giác. Vì thế, các chuyên gia y tế khuyến cáo những người có các triệu chứng của bệnh siêu cảm lạnh không nên quá lo lắng, mà cần tư vấn bác sĩ trước khi đi khám tại bệnh viện và dành thời gian thích hợp để nghỉ ngơi. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm qua khẳng định nước này sẽ không nới lỏng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch COVID-19. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đương đầu với đợt bùng phát dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong hơn 2 năm qua. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, phát biểu trong chuyến thăm tới đảo Hải Nam, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng phải tiếp tục thực hiện nghiêm chính sách không COVID linh hoạt. Việc làm này cần được thực hiện song song với nỗ lực nhằm giảm thiểu tác động của các biện pháp phòng dịch đối với hoạt động kinh tế và xã hội. Thành phố Thượng Hải, trung tâm sản xuất và cửa ngõ giao thương quan trọng bậc nhất Trung Quốc đang là tâm dịch với hơn 25.000 ca mắc mới ghi nhận trong ngày 13 tháng 4.
Thành phố này đã áp dụng các biện pháp phong tỏa từng phần từ đầu tháng 4, khiến nhiều nhà máy tại đây phải dừng. Cậu bé Carter Giglo, 8 tuổi, đã mắc căn bệnh tiểu đường tuyếp 1 từ khi mới lọt lòng. Gia đình đã quyết định cho cậu bé đi tiêm vaccine COVID-19. Mới đầu cháu cảm thấy khá lo lắng, nhưng tiêm xong cháu thấy rất ổn. Gia đình tôi rất lo lắng dù tất cả mọi người đã tiêm rồi. Chúng tôi lo mình sẽ mang theo virus về nhà và lây cho con. Trong khi Carter có bệnh nền, giờ bé được tiêm, cuộc sống sẽ tốt đẹp trở lại. Giống như gia đình bé Carter, nhiều phụ huynh tại Mỹ ủng hộ việc cho con tiêm vaccine COVID-19. Cho con tiêm vaccine là ưu tiên hàng đầu của tôi hiện nay. Tiêm chủng không chỉ bảo vệ sức khỏe của các con, mà còn cả cộng đồng. Các con có thể chia sẻ với bạn mình, những người mà bố mẹ còn hơi lo ngại về tiêm chủng rằng tiêm không đau, không có vấn đề gì cả, hãy tiêm chủng để bảo vệ cộng đồng. Từ tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine Pfizer cho trẻ dưới 12 tuổi. Theo thống kê từ Viện Hàn Lâm Nhi Khoa Mỹ, tính đến tháng 3 năm nay, khoảng 9,5 triệu trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tại xứ sở Cờ Hoa đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 và 7,7 triệu trẻ đã hoàn thành 2 mũi. Tại châu Á, Singapore chấp thuận sử dụng vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech cho trẻ em nước này với liều lượng sử dụng cho trẻ em bằng 1/3 liều cho người lớn, tương tự như tại Mỹ. Em và các bạn đều mong sớm được tiêm vaccine vì chúng em mong sớm có thể trở lại với cuộc sống bình thường. Nhiều bậc phụ huynh lo ngại về sự gián đoạn các hoạt động trường học do hậu quả của dịch bệnh. Nhưng sau khi được tiêm chủng, chúng sẽ có thể tiếp tục tham gia các hoạt động thể thao. Điều này quan trọng hơn đối với sự phát triển toàn diện và sức khỏe của trẻ. Mặc dù vaccine có thể không giúp trẻ em miễn nhiễm, nhưng chúng giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các biến chứng, làm giảm nguy cơ phải nhập viện và tử vong. Một vài triệu chứng trẻ em có thể gặp phải sau tiêm là đau cánh tay, sốt hoặc đau đầu, nhưng trẻ sẽ hồi phục nhanh chóng. Cha mẹ hoàn toàn có thể cảm thấy yên tâm rằng các loại vaccine đã được phê duyệt đều an toàn khi tiêm cho trẻ. Các chuyên gia nhấn mạnh, trẻ được tiêm phòng giảm 50% nguy cơ mắc COVID-19 so với những bạn đồng trang lứa không tiêm. Đây chính là cách tốt nhất để bảo vệ trẻ ở độ tuổi đi học trong đại dịch. Ngày 13 tháng 4, chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người từ 60 tuổi trở lên và đã tiêm mũi 3 được 120 ngày và những người có hệ miễn dịch kém bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 tới. Việc tiêm mũi 4 sẽ được triển khai tại các cơ sở y tế sử dụng vaccine công nghệ mRNA thuộc nhóm chống chỉ định sử dụng vaccine mRNA có thể được tiêm bằng vaccine của hãng Novavax. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết hơn 90% người Hàn Quốc ở độ tuổi 60 trở lên đã được tiêm mũi 3 nhưng vẫn được khuyến nghị tiêm mũi 4 vì tác dụng của vaccine bắt đầu giảm đi đáng kể khoảng 2 tháng sau mũi 3. Có khoảng 10,66 triệu người Hàn Quốc trong độ tuổi trên thuộc nhóm nên tiêm mũi 4. Dự kiến chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ công bố phương án điều chỉnh các quy định về giãn cách xã hội và phương án tổng thể về bình thường hóa hệ thống y tế vào ngày 15 tháng 4 tới.